Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, được sự giúp đỡ của Sở Tài chính và Liên đoàn Lao động tỉnh, hôm nay tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức vòng loại bảng không chuyên liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh. Đây là một trong những hoạt động của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Sau gần 2 tháng chuẩn bị, sáng nay ngày 3 tháng 10, đông đảo các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã có mặt từ rất sớm tại Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên để làm thủ tục dự thi bảng không chuyên liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Nhiều thí sinh đã có mặt từ sáng sớm đợi làm thủ tục dự thi, công tác đón tiếp đã được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng. Do lượng thí sinh đông nên việc đăng ký nhận số báo danh cũng khá tất bật. Nhiều bạn trẻ ở xa Hưng Yên như Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc đã có mặt từ đầu giờ sáng. Có khá nhiều thí sinh tuy cao tuổi đã đến làm thủ tục dự thi với tâm lý khá tự tin và thoải mái. Được tham dự liên hoan tiếng hát truyền hình dân Đảng Quang Vinh, tôi vô cùng phấn khởi. Được mang tiếng hát của mình, được mang nghệ thuật của mình, được phục vụ Đảng, được phục vụ nhân dân. Tôi rất hy vọng cuộc liên hoan tiếng hát truyền hình dân Đảng Quang Vinh lần này của tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp và chúc cho thí sinh trong đợt liên hoan này đạt được nhiều kết quả tốt đẹp mong muốn và chúc cho đài truyền hình của tỉnh ta ngày không ngừng phát triển lớn mạnh và có nhiều chương trình hay hơn nữa để phục vụ và cán bộ nhân dân trong toàn tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Để cổ vũ cho phần biểu diễn của thí sinh, nhiều người thân đã động viên đi cùng cổ vũ và bản thân cũng chuẩn bị trang phục với tâm lý háo hức như một thí sinh tham dự chính thức. Hôm nay là rất là được vui là em trai là Hoàng Văn Huy đi thi tiếng hát truyền hình Hưng Yên rất là phấn khởi. Tôi đi cổ động viên cho em để lấy cái tinh thần cho thoải mái cho cuộc thi tốt hơn. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng biểu diễn cũng được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp. Tham gia ban giám khảo gồm nghệ sĩ ưu tú Đức Chính, trưởng ban giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Đình Chiểu, nguyên hiệu phó trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, nghệ sĩ Đức Tân, giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trưởng ban nhạc đồng đội. Ngay trong buổi sáng đã có khoảng gần 70 thí sinh làm thủ tục dự thi và 44 thí sinh đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Buổi chiều có thêm 16 thí sinh dự thi. Cảm nhận được tính nghiêm túc của cuộc thi, nhiều thí sinh đều có một tâm trạng khá hồi hộp và lo lắng. Tôi đến đây cuộc thi này rất hào hứng và mong muốn đến đây để cùng giao lưu và học hỏi và được biết thêm về Đảng, về Bác và mong muốn cuộc thi thật là tốt đẹp. Em cảm thấy cũng có một chút hồi hộp ạ. Mong muốn của em là sẽ có được trải nghiệm và sẽ tiếp tục được vào những vòng sau nữa. Được coi là thí sinh cao tuổi được cổ vũ nhiều nhất, thí sinh Lưu Sinh Khương, 75 tuổi, đã tự tin thể hiện ca khúc Đường Chúng Ta Đi khá tự tin với tâm trạng giàu cảm xúc. Sau khi tôi được nghe đài truyền hình có thông báo trên TV là đăng ký dự thi cái chương trình chào mừng các đại hội đảng ấy, thì từ 16 tuổi trở lên thì tôi cũng phân vân. Tôi phân vân mà bây giờ đến không biết bao nhiêu thì tôi có điện sang bên đài truyền hình hỏi các chị bảo là đến bao nhiêu cũng được, tôi thì nói đùa, tôi bảo này đến 95 có được không, các chị bảo nếu có khả năng thì vẫn cứ được, thế tôi thích quá bởi vì tôi rất ưa văn hóa nghệ thuật, đặc biệt hôm nay tôi biểu diễn, sau khi biểu diễn tôi về đến hội trường nhà mình đây tôi thấy là hoành tráng đẹp và làm tôi càng phấn khởi đấy. Mà đặc biệt là tôi phải nói là tôi cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn là ban lãnh đạo tỉnh, cái thứ hai cảm ơn ban truyền hình đã tổ chức một cái sân chơi này. Đối với bản thân tôi từ nhỏ khi tôi trưởng thành lên tôi rất thích ca nhạc, cái điều kiện ngày xưa đấy Mỹ thì mình không làm được. Thế bây giờ già rồi về hưu thì tôi thực hiện đúng tinh thần là già thì là sống vui, sống khỏe, sống ích. Thế cho nên hôm nay tôi thể hiện tôi không có cái gì hơn bằng cái là bây giờ chỉ có lời hát của mình để chúc mừng cái đại hội đảng của Hưng Yên mình và tiến tới đại hội đảng toàn quốc là tôi phấn khởi và hạnh phúc nhất lắm rồi. Đánh giá chất lượng các thí sinh tham dự bảng không chuyên liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh, nghệ sĩ ưu tú Đức Chính, trưởng ban giám khảo cho biết. Ý kiến của ban giám khảo chúng tôi là với một cái tính chất của một cái hội diễn không chuyên thì chúng ta đã đạt được một kết quả tương đối là tốt đẹp. Chất lượng chuyên môn là tương đối tốt. Chúng ta có rất nhiều các cái giọng hát, nhiều thí sinh tiếp cận được cái kỹ thuật chuyên nghiệp. Họ dám đưa vào thể hiện
những tác phẩm dù là ca khúc nhưng mà có tính chuyên nghiệp cao, nhiều bản phối khí rất là tốt. Chung của chúng tôi là chúng ta đã thành công ở cái chỗ là chúng ta đã huy động được rất là đông đảo các tầng lớp nhân dân ở nhiều độ tuổi, ở nhiều ngành nghề tham gia, thì chứng tỏ đó là một cái sức lan tỏa, một cái kết quả rất là tốt đẹp để chúng ta mà thiết thực, không những là khơi gợi cái phong trào văn hóa nghệ thuật trong đông đảo quần chúng nhân dân mà còn là những cái bó hoa để thiết thực chào mừng cái đại hội của tỉnh sắp tới. Tham dự liên hoan, nhiều thí sinh đã có những cảm nhận về con người và thành phố Hưng Yên, cảm nhận cuộc liên hoan với nhiều ấn tượng tốt đẹp. Thành phố Hưng Yên của mình hiện nay là quá đẹp, mà trưởng thành nhanh quá. Tôi chưa từng thấy là thành phố nào phát triển một cách nhanh. Không khí của cuộc thi này nói chung là rất là vui mà rất là thích, bởi vì tất cả những bà con nông thôn hoặc là thành phố đều được dự thi, cái buổi dự thi này rất là tốt. Đến từ ngày hôm qua và đến đây thì cũng tham quan qua một chút khung cảnh của thành phố, đặc biệt là quảng trường, nơi đó là rất là đẹp và lãng mạn, và tôi rất yêu quê hương Hưng Yên. Em thấy thành phố Hưng Yên rất là đẹp, không khí rất là trong lành, mọi người cũng rất là thân thiện ạ. Đến 18 giờ 30 phút, liên hoan tiếng hát dân đảng Quang Vinh bảng không chuyên đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức, ban giám khảo sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc tiếp tục tham dự vòng chung kết diễn ra ngày 17 tháng 10. Đồng thời, các tiết mục khá sẽ được phát sóng liên tục trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên và được đăng tải trên trang web hungyentv.vn và trên YouTube.